video trước là nhân quan về những cái tiện ích xung quanh. Tại thị trấn của tụi mình thì những cái tiện ích xung quanh hầu như là 100% đã hiện hữu và đã có tại cái thị trấn của tụi rồi. Và quý vị khách hàng mà coi những muốn xem những video trước là quý vị khách hàng sẽ thấy được những cái tiềm năng và những cái tiện ích đã có sẵn rồi. Và hôm nay thì Nhân sẽ đi vào cái vấn đề chính là Nhân sẽ quay cái sơ đồ phân lô để cho tất cả người khách hàng thấy được cái tổng quan của khu mình và những cái diện tích của những cái lô mà bên công ty đang cho đặt chỗ. Thì hôm nay là mới có 2 ngày thôi, 2 ngày là chính thức cho dự cầu là từ ngày 4 đến ngày 6 rồi. Thì hầu như là cũng khá là nhiều đặt chỗ rồi. Ví dụ như những cái phần đất ở bên quỹ đất của trung tâm thương mại này, cũng có ưu tiên 2, ưu tiên 3. Và hiện tại bây giờ là công ty tổng hợp lại thì nó đã trên 50 cái đặt chỗ. Hiện tại là đợt này mình bán chỉ có 166 nền thôi, nhưng mà đã trên, trong vòng 2 ngày đã trên 50 cái đặt chỗ rồi. Thì cũng bởi vì một cái vị trí khá đắc địa cho nên là quý khách hàng xuống đây mình quyết định rất là nhanh. Như trước mắt của tất cả người khách hàng là bản cập nhật giữa chỗ của công ty nha mọi người. Ví dụ như đây mình thấy TNM tức là những cái lốc của trung tâm thương mại, chẳng hạn như lô A1, A2 nè. Thì A1 với cái diện tích là 96,56 m². Đó, thì ở đây mình thấy ha, ở đây là ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3, tức là đã có 3 khách hàng đặt vào đây rồi. Đó là những cái lô đẹp, vị trí đẹp nha mọi người. Đó, như mình thấy ở dưới đây ha, ưu tiên 2, ưu tiên 1, ưu tiên 2 nè. Như đây đầu tiên 1, 2, 3, ở đây 1, 2. Thì Nhân nối 50 nền nữa, thật sự là hơn 50 nền đó mọi người. Nó rơi vào tầm khoảng cũng xác suất cũng khoảng tầm gần 100 nền rồi chứ không ít đâu. Đó, như mọi người thấy ha. Và Nhân cũng giải thích một lý do là tại sao cái khu của mình cũng rất là lớn và đã là thị trấn rồi mà có những cái lốc đất thì nó cũng rất là trong. Thậm chí là có những lốc đất là chưa có nhà xây, có những nhà hiện tại tới bây giờ nó xây. Thì một lý do là lúc trước là nhà nước quy hoạch cái khu này giống như là cái khu tái định cư, thì những cái người dân mà xung quanh đây đó, thì họ sở hữu khoảng ít nhất là khoảng 1 công đất tới 10 công đất, tức là 1 công đất 10.000 m, xin lỗi, 1 công đất 1.000 m² quý vị, còn 10 công là 10.000 m². Thì công ty quy hoạch thu hồi hết đất của họ để quy hoạch khu dân cư này, nhưng mà lúc đó ví dụ những cái người dân mà chủ của những cái lô đất này mà muốn ở lại đây thì họ chỉ cần đổi đất, tức họ vô đây họ lấy 1 lô của nhà nước phân lô, còn lại tất cả những lô kia họ sẽ giao cho nhà nước bán, và cái phần tiền còn dư lại thì nhà nước vẫn trả vào cho cái người dân mà đang ở trong đây. Cho nên là mình thấy được là vấn thật sự là cái lý do là của nhà nước, cho nên là bên nhà nước không bán lẻ. Thứ nhất là không có bán lẻ mà cái kiểu giống như công ty hoặc là còn ngoài họ bán từng lô đây không có, thì bên nhà nước thì họ sẽ bán theo hình thức đấu giá, chứ không phải ví dụ như là họ bán là họ mời một cái gói thầu nào đó hoặc là một cái đội môi giới nào đó để bán cho nhà nước, mà nhà nước sẽ công bố ra. Ví dụ như đợt này nếu mà nó tính hết cái dự án này thì nó tầm khoảng gần 20.000 nền đất, nhưng mà hiện tại thì nhà nước chỉ đưa ra mới có 170 nền thôi. Ở trong đó 170 nền này đưa ra vào những cái đối tác đầu tư thì họ mới tới đây họ đấu thầu, thì sau đó các đơn đó thì mình thu được, tức là đấu giá vào cái khu này. Thì bây giờ cho nên là mới tung ra bán, buôn ra cho đặt chỗ, cho nên là khi là cái gói độc quyền đó, là hầu như là không có một cái công ty nào mà có quyền để mà vào đây bán cái dự án này hết, chỉ độc quyền riêng cái chủ đầu tư tập đoàn các tổ chức mới được bán thôi. Cho nên là mình thấy những cái khu là hiện tại đã là thị trấn rồi, mình cũng còn những cái lốc đất là còn trống, bởi vì cái lý do là nhà nước chưa có bán, cho tới bây giờ là họ mới buông ra để bán thôi. Nên đây cũng là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để mà người khách hàng mình quyết định mua ngay bây giờ, để xem năm sau là thị trấn Thủ Thừa sẽ được cái quyết định là lên đô thị là 4 rồi. Thì Nhân xin nhấn mạnh là đó là một cái tiềm năng cực kỳ lớn để cho tất cả quý vị khách hàng mình mà muốn đầu tư tại hôm nay. Rồi ví dụ như quý vị khách hàng mình muốn tìm hiểu thêm thì cứ gọi Nhân, số điện thoại là 0909 117 880. Đầu tiên là Nhân chỉ vị trí cho tất cả quý vị khách hàng trước nha. Như mình thấy con trỏ của Nhân đang chỉ đó là quốc lộ 1A này, còn bên trong này là cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở đây là mình cầu Bến Lức đi, mình lấy cái mốc từ cầu Bến Lức thì mình chạy xuống đây nó khoảng 2 km. Mình chỉ đường này trước nha. Ví dụ như quý vị vừa qua cây cầu Bến Lức nè thì có một cái ngã tư mình rẽ bên tay phải luôn, thì mình ôm cái đường này mình chạy tới cái đường cao tốc thì nó có một cái con đường nhỏ, thì mình cứ men theo cái đường cao tốc, dưới lòng đường cao tốc đó thì mình chạy tới đây để đi vào dự án. Hoặc là một cái con đường là từ cầu Bến Lức mình chạy thẳng 2 km tới đây thì mình gặp một cái ngã ba, mình gọi là ngã ba Bình Ảnh. Thì từ cái ngã ba này thì mình đi đường Hương Lộ 6 để mình chạy vào dự án ở đây. Hoặc là mình có thể chạy thẳng xuống đây. Thì ở đây là ngã ba công viên Tượng Đài, thì từ ở đây mình xuống đây nó cũng rơi vào tầm khoảng 2 km nữa. Thì ở đây là đường Phan Văn Tình, thì Phan Văn Tình này mình chạy vào dự án vẫn được luôn. Như ở đây là mình thấy ví dụ như mình chạy đường Phan Văn Tình này, mình vượt qua cái đường cao tốc Trung Lương Sài Gòn thì mình sẽ thấy cái cổng chào là thị trấn Thủ Thừa. Như quý vị mình thấy thì xung quanh đây là tất cả những tiện ích có hết rồi, thì mình có thể coi xem những video trước là mình sẽ thấy được những cái tiện ích của nó, chẳng hạn như chợ nè, ủy ban, rồi bệnh viện đa khoa, rồi trung tâm thương mại, ngân hàng, đầy đủ hết nha mọi người. Mình có thể bấm ngừng lại để mình đọc những cái vị trí nha mọi người. Ở đây là tiện ích, mình có thể đọc tiện ích nha. Còn ở đây là tổng sơ đồ, tổng quy hoạch của thị trấn Thủ Thừa. Cái thị trấn Thủ Thừa mình là nó 226 ha, là tổng khu này luôn nha mọi người. Thì ở đây mình thấy như chỗ con trỏ của Nhân Chỉ là cái vị trí đất mình đang bán. Rồi nó ở đây thì nó có 4 lốc, và bên đây thì nó có 3 lốc nha mọi người. Thì bên đây là mình có cái ký hiệu ở trong mà cái sơ đồ đó là HC, tức là đất ở trung tâm hành chính. Còn bên đây là đất là TNM, nó là đất của trung tâm thương mại. Thì bên đây nó chia ra thành 2 khu. Mình muốn kinh doanh thì mình mua bên khu này, còn mình muốn ở thì mình mua bên khu này. Bây giờ Nhân sẽ phóng to lên cho tất cả các cửa hàng của mình xem nha. Nhưng mình thấy ở đây là có một cái lốc đất là lốc E nè, thì phân lô khá là đẹp, khá là vuông vức luôn. Cái diện tích là ngang 5 m và 25 m. Bên đây thì với cái diện tích là ngang 5 m, dài 24.6 và 24.7, thì mình tính là ngang 5 và 25 nha mọi người. Bên đây cũng vậy, bên đây cũng gần 5 và 25. Thì một cái lốc đất chính giữa này thì nó bao gồm rất là nhiều tiện ích rồi. Ví dụ 4 lốc đất này thì ở đây thì nó có 2 cái công viên lớn rồi, mình gọi là công viên Thủ Thừa, thì nó có 2 công viên lớn đây. Và cái chân chỗ này là trường trung học phổ thông Thủ Thừa ở đây nha mọi người. Còn bên đây là trường tiểu học Thủ Thừa. Còn bên đây là chi cục thuế nè, bên đây là viện kiểm soát. Nó có tất cả những cái tiện ích rồi. Để phóng to lên cho tất cả các cửa hàng của mình xem nha. Và 3 lốc đất bên đây thì như mình thấy là ở đây là có một bến xe Thủ Thừa đó, thì hiện tại đã hiện hữu rồi. Nếu như mà mình xuống dưới mình tham quan là mình sẽ thấy bến xe Thủ Thừa. Còn bên đây là trung tâm thương mại Thủ Thừa, cũng đã hiện hữu luôn rồi. Bên đây thì nhà nước phân lô với cái diện tích là ngang 4 m, dài 23 m. Còn bên đây là ngang 4 và 20. Bên đây thì nhỏ hơn nha mọi người, ngang 4 m và 16 m, và ngang 4 m ở đây cũng 4 16 luôn. Ví dụ như mua ở đây thì được một cái là đối diện bến xe này, còn mua lốc bên đây thì đối diện công viên. Ở đây là cái sơ đồ của nhà nước là đưa xuống đó mọi người. Đây là tổng thể của thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa. Ở đây bên nhà nước họ có chú thích nào, ví dụ như màu vàng là đất ở mật độ cao, ví dụ như khu vực này, khu vực này. Còn đất ở mật độ trung bình thì những cái khu vực mà cái màu nó lợt hơn chút xíu. Còn màu đỏ là đất đai công trình công cộng là ở đây. Rồi để biết rõ những cái thông tin chi tiết về cái giá cả, giấy tờ pháp lý hoặc là biết thêm những cái thông tin khác thì quý vị khách hàng cứ gọi cho Nhân số điện thoại là 0909 117 880. Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng.